Rồi. Chào thầy nha. Chào chị ạ. Hôm bữa bé test, bé làm bài test á, bữa đó là thật sự là chị cũng không có cho bé ôn bài nhiều. Do là bữa đó là bé thi, trong mấy tuần vừa rồi là bé học bài thi ở trường nhiều. Vâng. Nên là bé nó không có ôn bài kỹ bài của thầy. Do là sáng bé học xong rồi tối bé thi nữa. Nghĩa là bé vừa thi xong là bé lại sáng nó bé thi. Sáng đó là nó học từ sáng đến chiều, xong rồi chiều nó lại sáng nó thi tin học, sáng nó thi tin học xong rồi là chiều đó là chị bắt nó mới coi ôn bài thầy, xong rồi là chiều nó làm bài luôn, là nghĩa là nó không có ôn kỹ. Rồi bài trên Vâng. trên trên bài của thầy giao bữa giờ nó cũng chưa có làm được, tại vì thầy cô trên trên trường Vâng, thế thì sau thì mình phải coi bảo em, tại vì là bài để nhiều em quá. lùi lại lịch cho mình được mà. Nên là bé nó, với lại cái thầy hiện tại đơn với lại thầy tiếp diễn á, hiện tại tiếp diễn chị thấy là bé nó vẫn còn mơ hồ lắm. Tại vì cái tờ giấy mà thầy cho cái file Word mà chị in ra cho bé làm á, nó không hiểu gì hết trơn luôn á, nghĩa là những cái bài đó nó không làm được câu nào, nghĩa là mẹ phải phải hướng dẫn, mẹ chỉ, không là nó nhìn vô nó không hề biết làm. Nhất là cái câu hỏi á, câu hỏi để mà mượn trợ động từ để hỏi á, là nó không nắm được luôn, nó không biết chia, Vâng. nó không biết chia chỗ mà danh từ á, cái danh từ số ít hay là như là ngôi số 3, số ít hoặc số nhiều là nó còn lẫn lộn lắm. Chị thấy nó làm lẫn lộn lắm. Vâng. Chừng qua tới cái thì này là chị thấy là nó học nó không có nắm được bài, nó còn lơ mơ lắm. Tại vì là hai cái thì đấy là hai cái thì mà hay sử dụng nhiều nhất. Tại vì cái thì hiện tại tiếp diễn á, để nói về cái hành động mà đang diễn ra ở ngay tại thời điểm nói ấy. Đấy thì là phải biết sử dụng cái thì đấy, hoặc là thì hiện tại đơn, để là để nói với cái thầy cái sự việc đang xảy ra đến tính đến thời điểm hiện tại đấy. Mà thấy nó làm bài ngồi học với thầy, thấy nó làm bài nó cũng cũng không có nắm được rõ cái phần đó. Mà khi mà nó vô làm bài tập, chị cho không những thầy cho bài mà có khi chị lấy trên mạng xuống về cho nó làm, nó cũng cũng không có làm được. Nó nghĩa là 10 câu thì có nghĩa là nó đúng chỉ có được có 2 3 câu thôi, còn lại là nó bị sai, Vâng, nó tại vì không là có nắm rõ. vâng ở trên lớp này thì học về ngữ pháp ấy thì nhớ tốt lắm, làm nhớ được, cũng biết, cũng nói chung là cũng có một vài phần thì nhầm lẫn, nhưng mà nói chung là cơ bản là nắm được. Nhưng mà nhiều khi thì áp dụng vào làm cũng không không biết là có hiểu cách hay không ấy, Nó không hiểu cứ em, nó hỏi hỏi là thuộc hết, biết hết. có nghĩa là cái về cái phần lý thuyết á, thầy cho chép ở bài trong vở là chị trả bài bé, chị cho bé học á là nó nắm bài được, nó nghĩa là nó trả lời, nó hỏi hỏi nó là nó nói được, nó trả lời được, bé nó trả lời được. Nhưng mà khi mà vận dụng vào bài học thì sao mà chị thấy nó làm lung tung cả lên, nó không biết áp dụng vô. Nghĩa là khi hỏi nó thì nó biết, chị khảo bài bé thì bé nó biết, mà đến lúc học với thầy thì nó trả lời thầy nó cứ ú ớ, mà cái kiểu nó giống như là nó không chắc về câu trả lời, cho nên là nó cứ ngập ngừng, nó không trả lời với thầy dứt khoát Kiểu sợ đó. sai ý. Dạ yeah, đúng Sợ sợ sai xong thầy làm gì ý mà hỏi, kiểu cứ hỏi nó, hỏi 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 bé có vài câu là nó kiểu nó sợ, cái kiểu nó sợ hay sao. chị thấy nó, ủa sao mẹ hỏi con, mẹ khảo bài con, mẹ bắt con viết vô giấy rồi 2 3 4 lần rồi sau đó mẹ mới hỏi hỏi từng cái một thì trả lời được, mà đến khi thầy hỏi vừa mới hỏi trước trước đó mới 10 phút thôi là hỏi lại nó chuẩn bị học rồi, giờ ôn lại đi rồi để tí nữa thầy có hỏi thì trả lời được, thầy hỏi vẫn trả lời được, nó đến lúc thầy hỏi thì lại không biết sao lại cứ ngập ngừng như vậy, không không hiểu bé nữa. Mà Mà hôm bữa thấy cái bạn bài test làm là có nghĩa là chị mấy bài đầu tiên là chị không có ở đó, chị để cho bé làm để tự động, nghĩa là nó thi là chị để nó tự thi, nhưng đến lúc chị vào là nó làm tới cái bài test số số 3 số 4 gì á bài số là chị thấy 4. nó làm sai, nó làm sai. Chị nói ủa sao cái này chị còn nói chị nhắc, nhưng mà chị không có nhắc kỹ, có nghĩa là chị chỉ vô cái chỗ này là cần chú ý chỗ này nè, là con phải làm cái gì thì
nó cứ ngơ 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 xong rồi Em mượn thấy chủ giống như ngữ kiểu các câu là hỏi. không không hiểu đầu bài ấy chị ạ. Kiểu Đúng vậy rồi. ấy. Mà hỏi học ở trên lớp ấy là những cái dạng bài đấy ấy, thì nhìn nó tức là nó chỉ đổi mỗi cái dạng đầu bài đi thôi. Đổi cái tên cái kiểu cái tên của đầu bài đi thôi ấy. Đấy còn lại cách làm thì nó vẫn như thế. Mà sắp tới chị ở trường có cái sắp tới tháng 4 này là nó có cái đăng ký cái khóa thi thi Cambridge đó, thì chị có đăng ký cho bé thử sức, nghĩa là chị biết là chắc là nó thi không 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 có được bao nhiêu điểm thôi, nhưng mà chị vẫn cho nó thử sức xem một lần, thử xem coi nó thi được hay không và xem coi nó điểm số của nó như thế nào để coi nó như thế nào. Chị không biết là trong cái phần mình học bữa giờ là nó có liên quan gì đến đến cái phần thi đó không em Có chị ạ, cái bài đấy là ha. cái bài tổng hợp. Cái bài đấy nó tổng hợp bài cái bài thi của cái đấy nó tổng hợp nhiều hơn của cái hiện tại nhé. Cái đấy là tổng hợp của 3-4 bộ giáo trình cơ. Thì mình mới học có một bộ thôi. À, Mình mới học có một bộ ngữ là pháp thôi. Thì bây giờ chuyển sang bộ thứ hai. Thì còn nhiều nữa. là còn nhiều. Đấy, nó có 5 bộ, bộ ngữ pháp đấy, bộ ngữ pháp thường thì có 5 bộ và bộ bộ ôn thi chứng chỉ IELTS cũng có 5 bộ. Đấy, hầu như là đều phải trải qua 5 cấp độ ấy, thì là mới có khả năng là đạt được cái target cao nhất. Chị không biết nữa, mà thấy thấy bé thì học ở trên lớp á, thì thấy cô nhận xét thì nói là bé đó học nó học tốt, nói tốt rồi ấy. Chỉ có cái vấn đề là nó về cái phần nghe nghe viết nghe của bé là phải cần luyện thêm, nhưng mà chị thấy sao mà cái kiểu của nó là nó học nó giống như là nó hơi ỷ y á, nó hơi ỷ lại á, giống như khi mà chị hỏi bài nó nắm được rồi là nó không thèm ôn, nó không thèm ôn, nó không thèm xem, và khi hỏi thì nó là con biết rồi con biết rồi, nhưng mà mẹ bảo là cứ ôn lại nắm lại kiến thức thì vẫn tốt hơn, chứ Đấy bây giờ nói nó học tiếng Anh mà con không ôn đi ôn lại là con sẽ quên và con sẽ không làm bài được, kể cả mà như đấy làm bài nó cũng không viết được thế. cái câu nói. Cái bài tập giống như một cái câu á, câu mà em cho để mà nó sắp xếp thành một cái câu hoàn chỉnh á, hình như là nó dịch không được hay sao á, chị cảm giác như là nó không biết dịch cho nên là nó không làm được, nghĩa là nó không hiểu từ Không không học từ mới đấy, không học hết á. là nó hay thế đấy. Nó chỉ vậy nè, chị thấy giống như nó vậy nè, nó nhìn vô thấy chữ quá, cái chữ hy là nó biết là nó làm cái gì thôi, có nghĩa là nó chỉ nhìn vô một vài chữ để giống như là cái dạng đó là để nó biết nó làm thôi, chứ còn nó không hề hiểu nghĩa câu, giống như là nó không chịu dịch cái câu ra là cái gì. Cái phần bài sắp xếp câu ấy. Cái bài đấy là hay gặp lắm. Nó không chịu dịch. Mẹ đang nói chuyện với thầy tí xíu nữa mẹ giải quyết con. Đó là nó không chịu dịch nghĩa câu cho nên là nó làm sai. Đó. Mà chị không hiểu là không biết là nó những cái từ đó là nó đã được nó học chưa, nó có biết được những cái từ đó chưa nữa. Mà sao mà nó cứ cứ làm mà thằng này không biết, chị không hiểu nó học làm sao nữa. Thấy học với thầy làm bài nhiều lúc thấy thầy làm ở trên lớp thấy làm cũng ok, mà sao tới lúc thi thì làm sai bét hết trơn không hiểu. Mà hỏi là con có từ mới nào không ở trên lớp là không nên nói gì nhé. Có là nói là giải thích cho rồi cho ghi rồi. Mà đến lúc hỏi đến lúc làm bài ấy, nó có những cái kiểu những cái từ đấy ấy, là nó sẽ lặp lại từ 3 bài một mà chị, 3 unit một nó lặp lại rồi bắt đầu mới học mới mới thi ấy. Thì quên hết. Nó có chịu ôn đâu, chị kêu nó ôn nó có chịu ôn đâu, nghĩa là nó về nó học rồi nó giống như là nó học xong nay là nó gấp bài vở lại là nó chỉ biết ngày hôm nay thôi. Chán nó lắm, mẹ thì rầu nó dễ sợ, bữa giờ là cả tuần nay là tuần rồi tuần nay là nó thi nên là bài nó cũng hơi nhiều, thầy cô bắt ôn sáng ôn chiều hơi nhiều Vâng, nên với là lại em cũng đang tính là có khi là học hết tuần này thôi, xong là mình nghỉ trước lịch của trung tâm một tuần đấy. sao em Em cũng đang tính là mẹ nói kiểu là con học im hết. lặng cho mẹ nói chuyện với thầy Em thầy tính là nói có lại khi với học hết tuần này ấy, xong rồi là em cho nghỉ sớm trước một tuần ấy, tại em nhiều việc quá, em đang có một cái việc khác ngoài ấy.
tại vì là nó chạy thêm ở ngoài nữa, tại vì gần Tết rồi ý. Em chạy thêm một việc nữa thì bây giờ cứ làm sáng xong chiều về xong rồi tối nó mệt lắm, mình không chạy được kịp ấy, tại vì là bây giờ em đang được nghỉ mà, thì em chạy thêm một việc khác nữa thì em sợ là kiểu là đôi lúc kiểu mình làm Ngày cái đó việc, được nghỉ Tết rồi á. vâng em được nghỉ lâu rồi chị, em nghỉ từ tuần trước nữa rồi thì phải, Tuần từ tức là từ này đầu đầu tháng 1, đầu tháng 1 đấy, từ sau Tết Dương ấy là bọn em lúc đấy trước đấy nữa một tuần ấy, là bọn em đã được nghỉ rồi, đã được nghỉ nghỉ để ôn thi các kiểu rồi ấy. Xong rồi là ôn thi bắt đầu từ đầu tháng 1 cho đến em thi đến hôm 11 tháng 1 đấy là kết thúc, thấy là ở em đây thi xong hết rồi. các bé học hết tuần sau nữa mới được nghỉ nè. Vâng, nói chung là học học sinh thì là hết tuần, còn mà em thì đại học ấy nó nhàn không ấy, nó dễ cho nghỉ không mà. Đấy thì em tính là có khi là tuần sau sẽ nghỉ ấy, thì có gì em sẽ nhắn lại trên đấy thì em cứ thông báo với chị trước như thế, tại vì là có một số lớp thì em cũng thông báo rồi. Nói chung là bây giờ cũng kiểu gần Tết rồi ấy, chúng nó cũng kiểu cái tâm lý chúng nó nghịch lắm, chúng nó không học đâu. Đúng rồi. Rồi, Nhắn dậy dậy không dậy biết dặn là học về học con. nhưng mà nó không học, 2 buổi liên tiếp em cho nghỉ luôn mà. Mấy mấy bé khác ấy là dặn là về học nhá, mai thầy kiểm tra, xong rồi là cũng không học, nó lên hỏi con học rồi nhớ gì không, không không nhớ gì. Thế thì kiểm học làm cái gì, kiểm tra làm gì, thì em cho nghỉ luôn 2 buổi liên tiếp, kiểu cái tâm Nhưng lý của nó cứ học muốn nghỉ Tết thì phải không, thì cho nó nghỉ bữa luôn. nó bữa mà thi thứ ba thi đó là sáng đó là nó thi anh văn đó, sáng đó là nó thi anh Vâng. văn trên lớp đó, rồi chiều là nó thi anh văn với thầy. Mà anh văn trên lớp là cũng cũng có những cái giống y như thầy dạy, rồi giống như cũng quát hỏi câu hỏi với Biết quát từ để rồi hỏi đố rồi các. rất là đu đu đơ đu đô rồi Nói đó, chung là những cái có một vài đó giống cái, của thầy dạy. có một Nghe vài nói cái là nó khác, nó mở rộng hơn thôi, ví dụ như bữa kiểu nay đã học cái thì ấy là nó mở rộng hơn thôi, chứ còn đa số là nó đều giống, tại vì cái cái phần bộ phần bộ này đó chỉ có thì dành nó cho cấp làm 1. được, mấy cái phần đó thì thấy chị thấy nó nắm được kiến thức, nhưng mà đề, riêng cái thì là chị thấy nó vẫn còn mập mờ lắm, nó chưa nắm được cái thì. Vâng, nói chung là cũng không trách được chị, tại vì cái thì đấy nhiều bạn lên lớp 6 học nhưng mà cũng vẫn chưa còn nhớ được ý. Thật nhiều nhiều Chị bạn lớp 6 học vẫn chưa nắm được kỹ cái đấy, cô cho nó nên là điện, cũng không trách được. cô anh văn nó điện là kêu đăng ký cho nó thi đi, tại vì chị cũng không dám đăng ký. Bữa đợt trước lớp trường nó ở trường tổ chức thi e gì đó, IOE, IOE. thi cái đó đó, nhưng mà kiểu cũng đăng ký nó, mà chị Cái sợ nó không này. không thi được nên chị cũng chẳng dám đăng ký. Thấy nó học với thấy nó học không có được cái gì hết nên cũng chẳng dám đăng ký Không, cứ cho cho thi thử chứ, ở trên đấy nhiều dạng hay lắm, em thi rồi, hay lắm, cái bài IOE đấy hay lắm. chị. Thấy của có lớp 3 chị thấy mấy đứa nó thi cũng nghe nó cũng dễ cũng mấy lắm, nhưng mà thấy anh này chị thấy chị lo lắm, sợ nó thi không được, Vâng. sợ nó làm bài không được, Không, cứ cho thi thử chứ, không sao đâu. trải nghiệm đúng không? Vâng. Đi vô ngồi rồi. Hôm nay chuyển sang giáo trình mới chị nhé. Sao em? Hôm nay chuyển sang bộ giáo trình mới, bộ cấp 2. Hôm trước là học xong thi xong bộ của mức độ 1 rồi, hôm nay xong bộ level 2. Level 1 còn chưa học xong hết được, nắm chưa nắm được rồi qua level 2 rồi. Học qua level 2 thì là cũng vẫn là kiến thức cơ bản về mạo từ các kiểu thôi, không 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 đấy nhiều đâu, không có cái gì cao siêu đâu chị ạ. Rồi chào thầy nha. Vâng. Nào nào. Thi xong chưa? Con thi xong chưa? Rồi Được mấy giờ điểm? đi con, đi con hết một người Mấy điểm? rồi, dạ con chưa biết nữa.
Rồi, hôm nay chuyển sang bộ giáo trình mới nha. Bộ này thì khó hơn một chút nhưng mà đều là kiến thức cơ bản về danh từ rồi thì mạo từ kiểu nào. Tắt filter. Nào, hôm nay chúng ta xong bộ giáo trình mới Grammar 2. Nhìn thấy chưa? A, Yep. an, plural nouns. Plural nghĩa là gì nhỉ? Là Plural. có mấy người. Học rồi nha, plural. Plural học rồi nha. Plural. Là số nhiều. Đúng rồi, thế nouns là gì? Số ít. Plural nouns là gì? Cái gì số nhiều nhỉ? Cái gì số nhiều đây? Cái gì số nhiều? Cái gì nhỉ? Danh từ số nhiều. Plural nouns, danh từ số nhiều. Rồi, ở unit số 1 chúng ta sẽ học về mạo từ ân và danh từ số nhiều. Nào, listen. Đâu rồi? Quên đi bực quá Thầy dặn như thế nào? rồi. Đi đi đâu for first inspection? Thế xin chưa? Page 4. Presentation. Nghe oh, look kỹ. At that. Look at that. Look at that, Vicky. That's amazing. Hello, children. Look at Brian's paintings. Are they red peppers? Or strawberries? They're tomatoes. A green basketball? No, a green pepper. It's Zoe! It's an awful painting. Is it an iguana? Oh no! It's Corky. Corky, stop it. Brian isn't a good artist. Nghe chưa? Nghe rồi. Nào bây giờ xem mạo từ ơ ân dùng như thế nào nhá. Rồi bây giờ chúng ta về phía động từ à danh từ trước nhá. Số nhiều, regular plurals, số nhiều có quy tắc. Được chưa? Chúng ta sẽ học về danh từ số ít và số nhiều. Singular là gì? Nhiều số ít. Rồi, plural. Nhiều số nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta có hầu hết các cái danh từ. Ở số nhiều chúng ta sẽ thêm gì nhỉ? Chúng ta sẽ thêm S. Rồi, có một vài trường hợp mà nó kết thúc bằng cái đuôi S này, double S này, SH này, CH này, X và O này, chúng ta sẽ thêm gì nhỉ? Dạ, thêm ES. Đúng rồi, thêm ES. Tuy nhiên, chỉ duy nhất có từ photo này chúng ta thêm S được, được chưa? Được. Rồi, cuối cùng này, nouns ending in vowel at Y. Vowel là gì nhỉ? Vowel. Vowel cơ mà. Vowel là gì? Khóa xuống. Nào, vowel nghĩa là gì? Là gì nhỉ? Vowel.
Vowel nghĩa là gì? Là gì nhỉ? Đây. Nguyên âm. Rồi, nguyên âm mà kết thúc với chữ gì nhỉ? Chữ cái gì kia? Y. Rồi, thì chúng ta sẽ thêm gì? Thêm y hoặc là bớt y. Nào, nếu như là danh từ kết thúc bằng nguyên âm cộng với đuôi y, thế sẽ thêm gì khi chuyển sang số nhiều nhỉ? Bỏ áo xuống. Thêm s. Thêm s. Tiếp ở bên dưới nouns ending in consonant and y là gì nhỉ? Danh từ mà kết thúc bằng cái gì? Danh từ mà kết thúc bằng tân ngữ. Consonant. Consonant là gì? Consonant là gì nhỉ? Là gì đây? Là gì đây? Consonant. Là gì? Cái trên vowel là nguyên âm rồi. Thế bây giờ consonant là gì? Nào, tắt lung tung đi. Tập trung vào đây. Consonant là gì? Như là phụ âm. Phụ âm kết thúc là danh từ kết thúc bằng phụ âm và chữ cái gì? Và chữ cái y. Rồi vậy thì thêm danh chuyển sang danh từ số nhiều thì nó sẽ làm như thế nào? Sẽ bớt y và thêm s. Nhìn kỹ xem nào, xem người ta làm như thế nào kia. Để là thêm s. Người ta sẽ làm như thế nào hả? Bây giờ nó kết thúc bằng phụ âm với lại chữ y, đúng chưa? Thì bây giờ chuyển sang số nhiều thì mình sẽ làm gì? Chuyển cái gì thành cái gì nhỉ? Mình sẽ bỏ y đi rồi mình thêm s. Nhìn kỹ lại xem nào. Nhìn kỹ xem người ta viết như thế nào. Nếu nó chuyển cái gì thành cái gì? Chuyển y thành I rồi mới thêm ES. Yeah. Đúng chưa? Chuyển ý dài thành ý ngắn rồi mới thêm ES. Đúng chưa? Đúng. Nào, ghi cái nguyên tắc này vào, không thì chụp vào nhanh lên. Nào, chụp xong chưa? Yeah. Chụp xong chưa? Xong chưa? Nhớ rồi hay. Nào. Rồi, bây giờ đến lượt cách sử dụng của ơ và ân đúng không? Dạy rồi. Ơ thì sử dụng phía trước từ bắt đầu bằng consonant là gì? Đó là phụ âm. Thế còn ân? Kết thúc bằng... Sao lại kết thúc? Bằng... Dùng âm với từ như thế nào? Dạ là... You. Nào. Từ từ, thầy đang nói là ân sử dụng với cái gì mà có nguyên âm? Với từ như thế nào? Beginning là gì? Bắt đầu bằng nguyên âm.
thì chúng ta sẽ sử dụng giới mạo từ ân. Được chưa? Ở đây chúng ta có một vài cái danh từ mà không có, chúng ta sẽ không sử dụng mạo từ đối với danh từ số nhiều, đúng chưa? Chỉ có số ít thì chúng ta mới sử dụng mạo từ, số nhiều là không sử dụng mạo từ. Nhớ là ơ thì sử dụng với từ bắt đầu bằng, ơ thì sử dụng với từ bắt đầu bằng gì? Ơ, đúng không thầy? Ơ hay là anh thầy? Ơ, mạo từ ơ sử dụng với từ bắt đầu bằng gì? Bắt đầu bằng, bằng gì? Nhìn vào đấy xem người ta nói thế nào. Consonant là gì? Dạ, phụ âm. Thế còn ân? Dạ, kết thúc bằng nguyên âm. Lại kết thúc à? Bắt đầu bằng nguyên âm. Nhớ là cái nào dùng với bắt đầu, cái nào dùng kết thúc nha. Dạ. Ơ thì sử dụng với từ như thế nào? Ơ thì sử dụng với danh từ như thế nào? Sử dụng với từ hay là danh từ như thế nào kìa? Beginning. Beginning. Ở hai vừa mới nói xong. Nó bắt đầu hay là nó kết thúc? Bắt đầu bằng cái gì? Bắt đầu bằng nguyên âm. Ừ cơ mà. Bắt đầu bằng phụ âm. Thế ân như thế nào? Ân sử dụng như thế nào? Bắt đầu bằng nguyên âm. Sử dụng như thế nào? Đằng trước hay đằng sau? Đằng sau. Con nhìn thấy thầy cái từ before người ta nói gì hả? Nghĩa là gì? Có tắt hết những cái lung tung đi không? Hả? Tắt nhanh. Bây giờ thầy hỏi là một lượt nữa. Người ta sử dụng mạo từ ơ ở vị trí như thế nào? Ở vị trí trước, đứng trước. Đứng trước như thế nào? Trước từ như thế nào? Đứng trước từ. Nhìn vào cái câu người ta nói đây này. We use a before words beginning with a consonant. Là gì? Đóng cửa lại. Chúng ta sử dụng a đứng trước với cái từ đứng trước. À, đứng trước cái từ như thế nào đây? Beginning. Dạ là đứng trước cái từ bắt đầu. Bắt đầu như thế nào? Bắt đầu bằng phụ, bằng nguyên âm. Thầy đang nói ơ. Bắt đầu bằng phụ âm. Thầy đã hiểu được cái nào ơ, cái nào ân chưa? Rồi. Thế bây giờ ân sử dụng như thế nào? Ân đứng trước khi bắt đầu bằng nguyên âm. Có những người đang nào? Nguyên âm. U E O A I. Và nhớ là chúng ta không sử dụng mạo từ với danh từ số, với những từ số nhiều nha. Chỉ có số ít mới được sử dụng mạo từ ơ ân. Tụp lại nhanh.
Xong rồi, thầy. Nào, bây giờ ta thực hành. Circle the correct word. Nghĩa là gì đây? Nghĩa là... Circle là gì? Nghĩa là quanh tròn và câu trả lời đúng. Rồi, nào đọc và khoanh cho thầy. Không xong rồi hài. Chắc chưa? Ừ. Chắc. Nào. Number one, điền gì đây? Painting. Rồi. Number two. An insect. Ông cuối, insect. Ông cuối. An insect. An insect. An orange, a basketball, 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 an elephant, a toy, an apple. Cuối cùng là gì nhỉ? A shirt. A shirt. A shirt. Rồi, dễ không? Dễ. Now, write a, an, or nothing. Là gì nhỉ? An. Hoặc dấu gạch. Viết a, an hoặc không viết gì. Nào, đọc viết là nhìn vào câu 1, ví dụ người ta cái kìa. Xem chỗ nào người ta viết ơ, chỗ nào người ta viết ân, chỗ nào người ta không ghi gì. Học kỹ. Đã rồi hai. Chưa?
Sai thì sao? Sai thì sao? Nào, nói một chú, để làm gì đây? Phần đầu tiên. Phần iguana. 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 Ở bên cạnh điền gì? Iguana. Có điền gì không? Không. Nhìn cho thầy xem iguana số nhiều hay số ít? Số ít. Thế số ít có điền gì không? Có. Điền gì? Tiếp. Four. Thế four là mấy? Là bốn. Thế bốn thì như thế nào? Bốn thì không biết gì. Tiếp câu số ba. Two apples. Không biết gì. Tiếp. A green apple. An apple. A painting. Six paintings. An awful. Painting. An awful. Painting. Painting. Nhìn kỹ chưa? Yeah. Thế biết chỗ nào dùng ơ, ân, chỗ nào không dùng chưa? Yeah, rồi. Now, count and write the plural at, as, or as. Nghĩa là gì đây? Count là gì có biết không? Yeah, không. Đếm. Ghi vào. Đếm rồi làm gì kia? Đếm rồi viết. Viết gì? Plural. Viết số nhiều. Tiếp. Ở đằng sau có nói gì? S yes. Là gì? Là với S và nào, at nghĩa là gì? At nghĩa là gì? At nghĩa là gì? Bỏ chân xuống. Thêm. Thêm. Bây giờ đếm rồi viết danh từ số nhiều, nhớ là thêm as hoặc yes nha. Yeah. Nào, nhìn và làm theo ví dụ. Nhớ yeah, có hai cây bút kìa ông. Còn một cây nữa không? Nhớ cầm. Còn một cây nữa đâu. Cây nữa đâu. Một cây nữa đâu. Còn một cây nữa. Rồi con làm bài đi nào. Thank you.
Nào, người ta nói là gì? Count là gì? Count là đếm. Các con nhìn xem hai câu, xem câu ví dụ. Câu số 1 người ta viết là cái gì? Câu số 2 người ta thiếu cái gì? Box my S. Làm theo ví dụ như câu 1 đi, nhanh lên. Number 2. No. Number 2 or 3 gì? 3 bananas. Number 2. Box. 3 box. Viết ra. À, nhìn xem nó kết thúc bằng đuôi gì? S. À, đuôi gì đây? Chữ gì đây? S. X. Thế viết như thế nào? À, kết thúc bằng đuôi X. Viết như thế nào? Phải là gì? Three gì? Three boxes. No, number three. Three bananas. Four. Two photos. Five. Three bushes. Six. Four sandwiches. Sandwich. Sandwich. Hmm, đọc là gì? Sandwiches. Sandwiches. Seven. Four tomatoes. Eight. Two windows. Dễ không?
Về nhà học thuộc lại nha. Học thuộc lại về mạo từ và danh từ nha. Buổi sau thầy kiểm tra rõ chưa? Goodbye. Goodbye, teacher.